Sau thành công của lần đầu tiên tổ chức, Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2018 được Trung ương đoàn chính thức khởi động từ hôm nay. Theo đó, trong thời gian từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018 sẽ diễn ra vòng 1, tiếp đó từ 12 đến 16 tháng 10 năm 2018 là vòng 2 cấp cụm với nội dung thi thuyết trình và thi trực tuyến. Được xây dựng theo dạng thức bài thi IELTS giản lược với nội dung là tiếng Anh thưởng thức, hội thi thực sự là sân chơi bổ ích tạo môi trường học tập rèn luyện khả năng thực hành tiếng Anh hiệu quả trong học sinh sinh viên khối các trường không chuyên. Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 10 năm 2018.